Tại nhà mình đang ở trong cái vườn điều ghép này. Thường thường là năm nay sẽ cứ nghĩ là nó sẽ trúng giá, nhưng thời điểm này thì chưa trúng giá nha. Điều ghép này là nó rộ luôn nha mọi người, nó rộ luôn rồi. À, rồi nhìn dưới đất mọi người sẽ thấy là điều nó rộ cỡ này mà giá ở thời điểm hiện tại thì nó không được cao. Ở bên xã Thấp Nhất huyện Bù Đăng Bình Phước đang mua với giá 25.000, thì còn mấy cái chỗ khác thì hạt điều Phúc Thịnh được cập nhật là tại Bom Bo mua 24.000, đừng mua 10, mua 23.800 đây nha. Điều ghép bây giờ là rổ rồi nha mọi người. À, mọi người thấy không, dưới chân mình rổ hết trơn rồi mà giá thì không có đạt nha, rất là buồn cho bà con. Giống như đất mới.